Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trung tâm Honey. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của trung tâm. Thì quay về với chủ đề là học nail không có khó của chúng ta đó. Là hôm nay chúng ta có một bài rất là nhỏ thôi, mà khi ai vô nhập môn một cũng phải tìm hiểu qua. Vấn đề này không phải là chỉ phù hợp ở nước Việt Nam hay là một nước nào khác, mà nó phù hợp với tất cả mọi người. Và ai cũng nên quan tâm về cái chủ đề này khi quan tâm đến bộ môn đắp bột nha. Mỗi loại bột nó sẽ có một cái điểm chín khác nhau. Khi mà cái bột mà nó càng nhanh chín thì nó sẽ càng nhanh khô nha bạn ha. Ví dụ như bạn mở một hũ bột ra thì bạn phải trộn hũ bột lên để cho bột tơi ra. Ở đây nè, Nhân lấy bột cho bạn xem nha. Mình cần lấy một cục bột to để mình quan sát độ chín của bột. Mình vừa lấy là bột chưa chín, bột này nó rất là nhanh chín, bạn thấy nó chuyển giai đoạn liền không? Nó rực rỡ như vậy là nó chín rồi. Thì mình mới đặt xuống tay của khách. Những cái loại bột mà nhanh chín như vậy thì đa phần là nó sẽ rất là nhanh khô, gọi là bột chảy nha bạn ha. Rồi, có những loại bột thì nó sẽ lâu chín hơn. Chẳng hạn như vậy nha. Mình sẽ lấy bột ha bạn ha. Bột mà lâu chín như vậy thì bột nó sẽ lâu khô và nó dẻo lâu hơn, thì thích hợp cho những người mới như chúng ta để chúng ta kéo đi di chuyển đó, theo ý của mình nha. Rồi, mình sẽ dựa vào tốc độ chín của bột để mình đối xử với bột. Ví dụ như bột nhanh chín thì nó sẽ nhanh khô đúng không, thì bạn sẽ phải kéo cho nhanh tay, đặt lên rồi bạn kéo bột luôn. Còn nếu như bột mà lâu chín như vậy, bạn thấy rõ ràng từ nãy giờ mà nó chưa có bóng lên không, thì nó rất là lâu khô, kiểu như là nó sẽ dẻo lâu, thì lúc đó bạn sẽ đặt bột lên trên nền móng tay của khách, xong sau đó bạn di chuyển từ từ giúp mình nha. Rồi, bột nó bóng lên nè, xong sau đó nè bạn đặt lên trên móng tay của khách nè. Rồi đó, thấy chưa, thì nó sẽ dẻo rất là lâu và bạn sẽ di chuyển từ từ giúp mình nha. Rồi, bạn nhớ giùm Nhân, cho dù mình ở bất cứ đâu hay là bất cứ loại bột hay là liquid quỳnh nào, thì nó cũng có cái tốc độ chín của bột nó sẽ hơi khác nhau một chút. Bạn quan sát cái độ mà chín nhanh và chín lâu của bột để bạn đối xử với bột nha. Rồi, nhanh tay hay chậm tay ha bạn ha. Các anh chị có thể vui lòng comment bên dưới với những ý kiến đóng góp để cho cái bộ môn bột của chúng ta trở nên nâng cao hơn, hấp dẫn hơn, mà ai cũng có thể làm được nè. Và nếu như các anh chị đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mời các anh chị đến với 161-163 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận để tham quan cái cơ sở học tập tại trung tâm Honey để tìm ra những gói học tập vô cùng hấp dẫn, có khi được khuyến mãi nữa nha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở kênh sau.